Hello các bạn, hiện tại thì mình mới lập một cái tài khoản TikTok tên là Lộc Zutaki. Link mình có để dưới phần mô tả. Sắp tới thì mình sẽ thường xuyên đăng những cái video trên tài khoản TikTok này, chủ yếu là về nội dung Minecraft. Và những clip ở đây á, thì thường là sẽ có trước ở bên YouTube luôn. Thế nên là bạn nào muốn xem trước á, thì nhớ follow giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm á. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và tình hình là hiện tại thì mình vẫn chưa có lần nào đi xuống địa ngục. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ thử đi xuống địa ngục để chúng ta khám phá thử xem. Biết đâu bất ngờ qua bên đó thì mình lại vô tình nhặt được những cái rương trái quỷ mới thì sao? Nghe cũng có vẻ hợp lý á. Nhưng mà để xuống được địa ngục thì bây giờ mình cần phải đi tìm hắc diệm thạch trước rồi đó. Ô nhưng mà khoan. Hay là mình có mà mình quên ta? Nè. Quên, nhà mình còn hắc diệm thạch mà. Ủa hé. Tí nữa thì quên rồi, trời đất ơi. Đây. Mình sẽ làm luôn một cái cánh cổng địa ngục để chúng ta đi qua luôn ha. Tí nữa thì quên mất rồi. Ở dưới nhà mình có dân làng thương nhân hay sao vậy? Đúng không? Ủa, dân làng thương nhân đâu rồi? Hình như dân làng thương nhân bị ai đó sát hại rồi. Giờ chỉ còn lạc đà của dân làng thôi. Thôi thì mình sẽ nuôi hai em này luôn á. Hợp lý, mình sẽ gào lại. Không cho lạc đà đi mất. Ok luôn, vô tình có được hai em lạc đà. Đã thiệt chứ. À, và chắc mình sẽ xây cái cánh cổng địa ngục nó ngay vị trí này nè. Đó, để lâu lâu mình chọc tức mấy con cá vô duyên chơi. Nó đâu lên bờ để nó cắn mình được, cay lắm. Rồi, xây xong cánh cổng rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lấy cái hộp quẹt. Đâu ta? Hộp quẹt, mình nhớ là mình... Đây, hộp quẹt đây. Hôm qua mới làm nhiệm vụ xong luôn. Rồi, dùng cái hộp quẹt này để thắp cánh cổng lên. À, trước khi đi qua địa ngục thì để mình trang bị vô người một cái năng lực trái quỷ mới cái đã. Hôm qua thì chúng ta đã trải nghiệm năng lực của trái Subenomi ha. Mình thấy nó khá là tiện lợi trong cái việc di chuyển nè. Và cũng như tránh né đòn. Tuy nhiên nó không có thiên về tấn công cho lắm nên cũng khá là thiệt thòi đó. Hôm nay thì hy vọng chúng ta sẽ có được một cái sức tấn công tốt hơn từ năng lực trái quỷ Hienomi ha. Đây là trái mà mình dự định sẽ ăn trong ngày hôm nay nè. Được. Còn chần chờ gì nữa. Ăn liền cái trái Hienomi này thôi. Và sau khi ăn thì chúng ta đã có năng lực của trái Hie rồi. Và nhìn sơ qua mình thấy nó có khá là nhiều kỹ năng nha. Và nó có tới tận hai cái nội tại lận. Nội tại đầu tiên là giống như những trái hệ Logia khác thì mấy cái đòn đánh nó sẽ không có trúng mình ha. Còn nội tại thứ hai là mình có thể di chuyển ở trên mặt nước để tạo thành băng à. Nội tại này hay. Nội tại này cực kỳ hay luôn. Mình có thể bật tắt được cái nội tại luôn à. Ui. Nội tại mình có thể bật và tắt luôn nha. Ý. với cái năng lực này thì bây giờ mình không cần phải chèo thuyền nữa rồi. Wow. Mà băng này nó có tan không vậy? À hình như cái này là băng vĩnh cửu rồi. Nó không có tan á. Ra là vậy, ok. Vậy là sắp tới mình sẽ tích cực di chuyển trên mặt nước như vậy để cho nó tạo thành một cái con đường băng ha. Ui, mấy con cá vô duyên. Không sợ đâu nha. Như nào, có ngon thì hút ta đi. Ôi, giờ mình hết sợ mấy con cá vô duyên luôn rồi. Trong lúc này thì mình sẽ dùng liên hoàng đá mình tấn công nó. Này thì giỡn mạt. Sự kết hợp giữa băng và chân đen là hơi bị mạnh đó nha. Tiếp theo thì chắc mình sẽ trang bị vài cái kỹ năng của cái trái Hie này thôi. Nó có tới tận là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kỹ năng luôn. Tha hồ mà chúng ta trải nghiệm sức mạnh nha.
Thôi được rồi, giờ thì chúng ta sẽ qua địa ngục rồi trải nghiệm sức mạnh luôn cũng được ha. Không có gì phải vội hết. Để xem chuyến này chúng ta có gặp nhiều may mắn khi qua địa ngục hay không. Đầu tiên thì mình xuất hiện ở một nơi mình thấy nó cũng tương đối là ổn áp đấy. Ôi, nhưng mà gần đây có quái vật. Mình sẽ test kỹ năng luôn. Kỹ năng đầu tiên là mình sẽ phóng ra những cái cây giống như là cây thương bằng băng á. Ê khoan. Cái cánh cổng địa ngục của mình. Trời. Kỹ năng thứ hai của mình là mình sẽ biến tất cả mọi thứ xung quanh trở thành băng. Uầy. Ghê vậy. Và những kẻ trong phạm vi này một lúc sau là sẽ bị đóng băng và ngụm củ tỏi luôn. Wow. Kỹ năng này trên diện rộng cực kỳ mạnh nha. Sơ qua là mình thấy hai kỹ năng tấn công rồi đó. Mà gần đây có vẻ không có cái pháo đài địa ngục nào nhờ. Ở dưới này còn có cái con quái vật đá nữa. Được, mình sẽ tiếp tục test cái kỹ năng của mình. Test kỹ năng thứ ba của mình. Wow. Kỹ năng thứ ba là mình sẽ nhốt cái địch trong cả một cái tảng băng to đùng ha. Ghê vậy. Đấy, mình chọi ra nguyên một tảng băng rồi nhốt cái địch bên trong á. Trời ơi, mình nghe tiếng nó kêu la trống nè. Rồi nó hết kêu rồi. Kỹ năng này ghê quá. Công nhận cái trái này có vẻ mạnh thực sự nha. Tiếp tục. Còn kỹ năng thứ tư. Kỹ năng thứ tư là mình sẽ tạo ra một thanh kiếm bằng băng luôn. Wow. Thanh kiếm này mạnh hơn cả thanh kiếm răng cưa của mình nè. Tốt vậy. Không biết là đánh nó có gây ra hiệu ứng đóng băng hay không nhờ. Ô, hình như có đấy. Mình đánh vào thì nó sẽ bị đóng băng một tí kìa. Đi chậm á. Wow, ra là vậy. Trời ơi, cái trái gì đâu mà hay quá hả. Đã vậy mình còn miễn nhiễm với mấy cái đòn đánh của bọn chúng nữa. Chiến này thì mình đã tăng tí sức mạnh rất là nhiều rồi. Quả thật là một trái quỷ cực kỳ tốt. Vẫn còn 3 kỹ năng mà mình chưa có test nè. Và chắc có lẽ đây là 3 kỹ năng mạnh nhất hay sao đây. Thử nhá. Kỹ năng này coi. Ui, mình vận sức tạo ra quả cầu băng hay sao cơ. Trời. Cực kỳ khủng á. Là mình nhớ tới cái trái chân đệm lần trước mà mình test ấy. Nó cũng vận sức một hồi lâu rồi. Gây ra một đòn cực mạnh giống như vậy. Không biết là cái kỹ năng này nó có kiểu như tạo ra vụ nổ hay không nhờ. Mình sẽ test thử trên cái con quái vật này. Kìa, cục băng to đùng luôn. Trời. Nó không có phát nổ nha. Nhưng mà được cái là nó sẽ gây rất là nhiều sát thương luôn. Wow. Quá tốt. Chỉ có nhược điểm là mình vẫn bị dính sát thương từ lửa thôi. Chắc đó là một cái nhược điểm để có thể khắc chế cái trái này thôi à. Đấy, giờ thì... Trời. Zombie chọi thịt zombie cơ. Con này láo nhờ. Test kỹ năng thứ hai luôn. Ui, kỹ năng thứ hai là chim băng nha. Mình sẽ phóng ra một con chim bằng băng. Cũng gây được sát thương lớn lắm. Tốt á. Đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một cái pháo đài địa ngục. Ở đây thì chúng ta sẽ... để mình dẹp cái kiếm này luôn đi. Mình không xài kiếm... kiếm găng cưa nữa. Mình sẽ chuyển sang mình xài kiếm bằng băng ha. Cho phù hợp với trái quỷ của mình. Mấy con xương ở đó đi. Chim băng nè. Chim băng bay theo một cái đường thẳng á. Thế nên là những tên mà trên một cái đường thẳng sẽ xác định như mình luôn. Quả thật trái này rất là tốt. Còn kỹ năng cuối cùng là gì? Kỹ năng cuối cùng là mình sẽ kích hoạt lên, sau đó tấn công cái địch và tạo ra một cái lồng bằng băng á. Cũng hay. Thôi, giờ thì chắc chúng ta cùng nhau khám phá cái pháo đài địa ngục này để kiếm thêm đòn ha. Chủ yếu vô đây là mình đi kiếm cái búa địa ngục ấy. Mình đang rất là cần búa địa ngục để có gì sắp tới.
mình còn chế tạo thuốc nữa. Mà cái pháo đài địa ngục này có vẻ ít rương nha. Mình đi nãy giờ mình chưa thấy. Ở đây 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 đây. Không có rương nhưng mà có búa địa ngục cũng được. Từ 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 từ. Nhiều thứ quá, nhiều thứ quá. Vừa có búa mà vừa có rương luôn. Mới than con xíu thôi mà nó cho mình rồi nè. Nó cho mình một cái God Hope. Cái này sẽ tăng tốc độ cho mình mỗi 4 giây ha. Một vật phẩm khá là tốt nè. Để thử nhân phẩm nào. Cái kỹ năng đầu tiên là phóng đinh ba băng của mình á, thương băng của mình. Mình thấy nó tấn công tầm xa rất là hiệu quả nha. Được thật sự. Nói chung là mình thấy kết kết cái trái ác quỷ Hiyanomi này rồi. Và không chỉ một pháo đài đâu, mình thấy giống như đây là hai cái pháo đài khác nhau hay sao nè. Quy mô của pháo đài bên đây nó còn to hơn cái trước nữa. Rồi mình tới. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào để tìm những cái rương thôi. Mình sẽ đi vô từ hướng này đi. Vô thử nha. Có búa đường ngục tiếp. Có rương hay không? Đây 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 đây, có rương. Để xem. Ôi. Cái đinh ba băng, cái thương băng của mình phóng trúng những cái rương là nó sẽ biến cái rương thành cục băng luôn. Trời. Nguy hiểm vậy. Giờ mới để ý nha. Wow, còn nhặt được thêm một cái gì mới nữa nè. Cái này thì nó sẽ tăng cho mình tốc độ đào mỗi 10 giây ha. Ui, toàn là vật phẩm kiểu như búp cho mình thôi á. Khá là ok la luôn. Thôi mình farm như đây chắc cũng đủ để mình dùng trong một thời gian rồi đó. 6 cái que rồi. Thôi giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái chỗ ban đầu. Để mình có thể thắp lại cái cánh cổng địa ngục và sau đó về nhà ha. Hồi nãy test kỹ năng dữ quá. Nó đóng băng luôn cái cổng địa ngục của mình luôn rồi. Chị thiệt tình luôn á. Mình sẽ đập ra để mình thay thế lại bằng cái hắc diệm thạch ha. May mà vẫn còn mang theo hắc diệm thạch dự trù á nha. Chứ không thôi là chắc ở đây luôn rồi đó. Rồi. Mà bữa nay đặc biệt hơn là chúng ta sẽ đi săn kho báu. Nhưng mà không cần phải mang theo cái thuyền này ha. Chúng ta sẽ cuốc bộ trên mặt biển. Kiểu này thì hơi bị thích luôn. Nhưng mà ví dụ mình nhảy thì nó có kịp lót băng không nè. Mình vừa chạy vừa nhảy nó vẫn lót kịp nè. Vậy thì tốt quá. Mình có thể di chuyển nhanh hơn rồi đó. Lâu lâu thì mình phát hiện có gặp kỳ lân biển. Ví dụ nha, mình cưỡi kỳ lân biển thì mình có bơi được dưới nước không ta? Tại vì giờ mình đã lỡ ăn trái quỷ rồi. Mà mình cũng muốn lâu lâu lặn được dưới nước á. Chắc ít hôm nữa mình phải thử kiếm bọt. Cái gì đó, bọt biển á. Rồi chúng ta thu phục kỳ lân biển ha. Hy vọng lúc đó chúng ta có thể ăn được trái quỷ mà vẫn có thể lặn ở dưới nước ha. Đó là kiểu như dự định của mình. Còn bây giờ thì để mình xử lý con lăng quăng này cái đã. Này thì láo tét. Ui, con này trâu vậy. Con này trâu nha. Liên hoàng đá. Ui, con này trâu cực kỳ. Thương băng nữa mà. Sao con này trâu vậy? Nó kiểu nó bị trâu hơn so với bình thường ấy. Mà bây giờ nó tấn công mình đâu có được đâu. Mình ăn trái hệ Logia á. Nên là nó đừng hòng mà kiểu có thể đập cái người nó vô người mình. Wow, mà con này nó nhiều răng nha. Hơi bị nhiều răng á. Đằng xa xa mình thấy nó có cái xe chở khoáng sản kìa. Mà khoan, phía sau cái xe còn có một cái tổ rồng hay sao vậy? Chính xác rồi, đó là cái tổ rồng. Không biết là rồng gì đây. Rồi mình lấy cái bản đồ kho báu cái đó. Nè, ở đây nó có hai cái bản đồ luôn. Hai bản đồ tìm quặng. Hợp lý. Còn cái này là cái gì? Cái này là cái runner. Kiểu cái... Ủa, cái này không bay được à? Không bay được. Ok. Vậy thì mình sẽ áp sát cái tổ rồng thôi. Giờ mấy con sương bắn là mình không có sợ đâu. Úi giời. Không suy nhê. Ủa, nhưng mà con rồng ở đây đâu rồi? What the heck?
cái tổ rồng rồi, con rồng đâu? Ủa? Gì vậy? Hình như có gì đó sai sai. Có tổ rồng nhưng mà không thấy rồng. Rồi thôi xong rồi, rồng đi phượt rồi, rồng cũng đi tìm trái quỷ rồi. Mình cũng sẽ thử tìm những cái kho báu ha. Xem coi lần này mình có tìm được kiểu nhiều nhiều quặng hay không. Lần trước thì chúng ta tìm được vài stack sắt trong kiểu như là thoáng chốc thôi. Hy vọng lần này nó sẽ là vài stack kim cương chẳng hạn ha. Đây còn có cái thuyền hải quân nữa nè. Thôi thì sẵn tiện mình ghé vô mình thăm hỏi cái thuyền hải quân này cũng được. Có thanh máu boss luôn kìa. Cắn vậy. Để mình kích hoạt từ kỹ chân đen của mình lên. Đâu rồi? Mình chưa thấy đội trưởng hải quân ở đâu hết. Wow, hình như đội trưởng hải quân ở tầng trên lận. Vậy thì mình sẽ tranh thủ mình tiêu diệt mấy tên ở tầng dưới trước. Còn lút rương các thứ đâu? Có thêm bản đồ. Đội trưởng hải quân đâu ta? Sao mình chưa thấy nhờ? Họ chắc là ở trên thiệt rồi đó. Lên giao lưu phỏ thuật với đội trưởng hải quân nè. Đâu, mình có thấy đâu. Đội trưởng hải quân rén rồi. Không hề thấy luôn nha. À không, Captain Pirate. À là thuyền trưởng, tên thuyền trưởng trong con tàu này. Nhầm nhầm nhầm, lộn lộn lộn. Captain Pirate chứ không phải Captain Marine. Lộn tiệm ơi, lộn tiệm ơi. À và mình nhớ cái tên thuyền trưởng này rồi. Ui ui. Ui. Ôi chết. Các bạn biết gì không? Hắn bị thuyền viên của hắn bắn chết rồi. Trời đất ơi. Mấy tên thuyền viên của hắn thật là độc ác. Nghĩ sao bắn thuyền trưởng của mình không trượt vắt nào luôn. Ác gì mà ác dữ vậy. Trời đất ơi. Mình chưa kịp ra tay với tên thuyền trưởng nữa là hắn bị thuyền viên hắn bắn đi rồi. Ồ thấy cũng tội mà thôi kệ đi. Số nhỏ thiệt sự. Rồi và cái con tàu hải quân lần này thì cũng không có rương trái quỷ cho mình ha. Có vẻ là tàn dư của ngày hôm qua vẫn còn rồi. Mà không sao, cơ hội mình còn nhiều mà. Cứ đi thôi. Cái vùng biển này còn khá là nhiều tàu hải tặc và hải quân luôn ha. À kia kìa. Lâu rồi mình mới gặp được một cái tàu hải tặc đây. Ê, còn có thủy cung gần đây nữa. Hấp dẫn nha. Ui xôi, hai con cá vô duyên ở đây luôn. Này thì cá vô duyên. Này thì cá vô duyên nè. Đợi mình xíu. Hồi nãy là mình chưa dùng cái tuyệt kỹ mạnh nhất của mình đâu. Giờ thì chắc mình sẽ áp sát con tàu này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng kỹ năng mạnh nhất á. Mình đã biến nguyên cái con tàu này thành con tàu bắn rồi. Trong một nốt nhạc thôi. Quá ghê gớm luôn. Mọi thứ đều đã biến thành băng rồi. Ơ nhưng mà cái rương. Ok. Oh no. Cái tên nào vậy? Ui cái tên đội trưởng hải quân khốn kiếp. Tên hải trưởng. Thiệt là khốn kiếp mà. Mình chưa kịp loot cái rương là hắn đã phá hủy cái rương của mình rồi. Thiệt tình luôn á, khốn kiếp thiệt. Rồi luôn, bị hớt tay trên luôn. Hắn thà phá hủy cái rương chứ không cho mình loot nha. Được lắm. Hãy đợi đấy, mình ghi nhận rồi đó. Người, các người là thành viên đúng không? Các người định chạy chứ gì, ai cho các người chạy? Hãy trả giá đi. Không cho các người chạy đâu. Láo toét. Cái năng lực của mình á, tuy nó phá hủy cái rương nhưng mà đồ nó sẽ văng ra ngoài chứ không, nó không có mất luôn ha. Nên không có gì phải sợ hết. Rồi và con tàu này có vẻ là con tàu của mấy con xương rồi. Ok, mình sẽ đánh chiếm luôn. Bọn chúng bây giờ là không phải đối thủ của mình nữa rồi ha. Cứ thế mà quẩy thôi. À còn cái lòng spawn đập luôn. Ôi chết là mình bị dính hiệu ứng. hiệu ứng đào chậm từ cái thủy cung rồi. Mặc kệ, đóng băng trước tính sao. Đó, lúc mà mình đóng băng thì đồ cũng sẽ văng ra để mình dễ lút hơn á.
Đấy, một công đôi chuyện liền. Và mục tiêu kế tiếp của mình đó chính là con tàu hải tặc to to bên này này. Tàu này mới tiềm năng này. Để xem, để xem. Mình sẽ dùng cách cũ đi. Mình thấy cách cũ nó may mắn hơn. Đó chính là mình đột nhập từ dưới lên á. Thử nha. À mà quên, bây giờ mình đâu còn có thể đào đâu. Vậy là phải dùng cách từ trên, từ trên xuống nữa rồi. Ok, không sao. Đụng là trụng thôi. Đến là đón ha. À, tên này giang hồ. Người như nào? Người như nào? Tay to mặt bự hả? Ui, cái thuyền này to thế. Ui, mình thích những con thuyền như vậy. Cực kỳ đẹp ha. Cho nó ăn nguyên cái con chim bằng băng của mình luôn. Đón nhận đi. Sức mạnh của băng nè. Tiếp tục là một con thuyền băng nữa. Rất là nhanh chóng thôi. Và coi coi có rương trái quỷ ở đây không. Con tàu này vẫn không có rương trái quỷ rồi. Tầng dưới thì có vẻ chỉ là cái chỗ để ngủ của mấy cái tên thuyền viên thôi, chứ không có rương. À, chính xác là như vậy rồi. Nhưng mà không sao, ít ra thì gần đây mình cũng có một cái kho báu nè. Biết đâu bất ngờ. Chúng ta sẽ tìm cơ hội. Hy vọng là cái kho báu này nó sẽ gỡ gạc một phần nào cho mình ha. Ồ, nhưng mà kho báu lần này có vẻ nó nằm hơi sâu nha. Nằm đâu đó ở dưới này lận. Mình như hơi lố rồi. Phải chừa cái đường nha, tại vì rất là dễ nước nó tràn vô ấy. Đó. Ờ, ở đâu nhờ? Đầu bơi kìa. À đây, nó nằm tít ở đây lận. Một cái rương vàng. Trời, mình tới rồi. Được. Ui, vậy là mình phải chăm chỉ đi săn những cái bản đồ kho báu thôi. Tuy nó hơi khó hơn so với những cái việc đánh chiếm tàu hải quân hoặc là hải tặc á. Nhưng mà mình thấy là nó cho đồ cũng ok á. Vừa có khoáng sản nè, mà vừa có rương trái quỷ nữa. Vừa lên trên là mình thấy nó có tờ bó tờ truy nã của mình. Nó nằm lơ lửng trên mặt nước nè. Ôi dồi, 24.000 belly rồi á. Oh my god. Mình ăn trái quỷ băng này xong, bây giờ mình đã lên tiền truy nã khá là nhiều rồi. Ờ mà phải giữ lại mới được. Giữ lại bây giờ mình còn treo lên nữa. Cái con kia nó vẫn mắc kẹt từ hôm qua tới giờ kìa. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Có nên giải cứu nó không nhờ? Ôi, nó giống như nó đang cầu cứu mình á. Để mình lên mình giải cứu nó cái nha. Nhìn thấy thương quá. Để lên giải cứu cưng nha. Giải cứu cho cưng nha. Lăn quăng biển nha. Đây, mình đã giải cứu thành công cho lăn quăng biển rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc đi tìm cái bản đồ này. Mình đi nãy giờ nhưng mà nó vẫn chưa tới nữa. Có vẻ là lúc đầu mình đã đi ngược hướng rồi. Đáng lý ra mình phải đi hướng này mới đúng nè. Mà mình đi thẳng ra biển thì nó hơi bị sai rồi. Đại, nó bắt đầu nó lót ra rồi kìa. Đầu tiết ở dưới này lận à. Vậy thì dễ rồi, giờ thì mình sẽ đào thẳng xuống dưới trước á. Hy vọng cái quặng lần này là quặng kim cương nha. Chính xác rồi. Rồi luôn. Mình gặp được cái bản đồ quặng kim cương rồi. Mình sẽ đào thử một lần coi được bao nhiêu viên nha. Mình không hề có gia tài nha. 120 mấy viên một lần. Coi số kim cương này. Mèn nét ơi. Oh my god. Wow. Chưa bao giờ mà đào kim cương đó. Nó tuyệt vời như vậy. Quay. Giả mang con ngang thiệt. Chỉ với một cái bản đồ thôi mà mình có được 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 stack kim cương. Oh my god. Vào rồi, chuyến đi này vào rồi. Sao mình nghe tiếng rồng vậy? Ui sao mình lại nghe tiếng rồng ta? Mình có nghe nhầm không? Ui không nghe nhầm, có rồng. Oh, con rồng này thì ra ngươi chọn cái chết. Đợi mình xíu mình ra mình xử con rồng này cái đã. Mình thử mình đóng băng nó có được hay không nhá. Đóng băng được hay không? Ôi con rồng này nó nằm ngoài phạm vi đóng băng của mình rồi.
Ui 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 ui. Ui ghê vậy. Con gọng này ghê nha, con gọng này ghê nha. Gọng đấu với chim băng của ta nè. Đấu với chăn lửa luôn. Đấu với cái chăn lửa của ta. Hip hop này vào đài nó. Ui có vẻ nó mạnh hơn mình. Mặc dù mình ăn trái hệ Logia nhưng mà rồng vẫn có thể phun lửa được mình nha. Nó nằm ở một cái tầm cao mới rồi. Này thì rồng nè. Chu choa căng thế. Ui. Mới đào xong cái đống kim cương lên trên là gặp rồng rồi. Bữa nay hơi bất ổn nha. Ok, chúng ta sẽ lút xét con rồng này. Có thêm 7 rồng luôn. Thơm thiệt, thơm thiệt. Và từ xa mình còn thấy nàng tiên cá giả mạo nữa. Dám đứng lên đó dụ dỗ trai lành. Được. Wow, bọn mình sẽ xúc cái nàng tiên cá giả mạo đó luôn. Cái này là mình chủ động á nha. Mình chủ động bị dụ á. Trong lúc lại thì mình sẽ phóng những cái thương băng của mình. Đi chưa? Ngụm củ tỏi chưa? À, vẫn chưa à. Vẫn chưa à. Này thì nàng tiên cá giả mạo. Ngoài ra thì mình còn gặp một cái thuyền hải tặc. Mới nó đậu ở trên nhà của nàng tiên cá giả mạo rồi. Mình chắc chắn luôn là mấy nàng tiên cá giả mạo đã bị cái thuyền này đè bẹp rồi đó. Coi có phải không. Ủa, sao không thấy ai vậy? Có thể. Chưa, để mình gắn thêm mấy kỹ năng của trác quỷ mình vô đã. Gắn kỹ năng Iceborn rồi nè. Rồi kỹ năng này nữa. Ui, bọn chúng xuất hiện rồi. Này thì xuất hiện hả? Giỡn mặt hả? Mấy tên này láo. Thanh niên này cầm súng bắn mạnh lắm nha. Cái súng này đã giết không biết là bao nhiêu tên thuyền trưởng rồi đó. Mình phải cẩn thận mới được. Và có vẻ con thuyền này không có thuyền trưởng rồi. Wow. Ok, vậy thì thôi. Sẽ đập lòng spawn để có thể lướt được cái kho báu dễ dàng hơn ha. Không có thuyền trưởng thì đỡ lo hơn. Tại vì cái tên thuyền trưởng đó không biết đạn có để haki có gì, có để đá biển trong đó hay không. Mà bắn được cả mình luôn mà. Ghê thiệt sự. Đập tiếp lòng spawn nè. Có rượu rum rồi ha. Táo vàng đồ. Cũng ok. Không chỉ vậy thì gần đây còn có một cái tàu hải quân nữa cơ. Chắc mình sẽ đánh nốt cái tàu hải quân này rồi sau đó mình sẽ về nhà và cất đồ ha. Hiện tại thì cái kho đồ của mình nó quá trời bừa nè. Kiểu nó bị nặng ấy, kim cương. Kim cương nhiều quá, sách nó cũng hơi nặng ấy các bạn. Cho nghỉ mẹ một đi. Khổ gì đó. Thôi mình gãy xíu rồi ha. Còn giờ thì đột nhập vô trong thôi. Và chắc mình sẽ dùng tuyệt kỹ chân đen để chúng ta đánh chiếm cái con tàu này ha. Tiếp tục nào. Hip hop nè vào đây. Ui chết rồi, mình lỡ vận sức ở phía trên rồi. Không biết nó có gây được sát thương xuống dưới không nữa. Không luôn. Đó kìa, quả cầu băng của mình kìa. Nó chỉ hiệu quả trong một số trường hợp thôi ha. Và cái tàu này có hai cái rương. Một rương sắt và một rương vàng. Mình thấy có một cái vấn đề ở đây là thường thì tàu hải quân sẽ giàu hơn tàu hải tặc nha. Mình thấy vậy. Tàu hải tặc thì mình vừa ít gặp nè. Mà gặp rồi thì cũng cho trái quỷ khá là ít luôn. Nhưng mà chắc cũng một phần là do mình xui. Mình nghĩ vậy. Ok. Rồi, về tới nhà thì chúng ta sẽ lập tức đi chế tạo chìa khóa và mở rương thôi. Bữa nay thì hơi bội thu ha. Coi kìa. Giàu chưa? Hết rồi nha. Đổi đời rồi nha. Lộc đổi đời. Rồi, làm liền ba cái chìa khóa. Trong đây còn không ta? Trong đây còn chìa khóa thôi, mình khỏi chế tạo thêm. Mình sẽ mở luôn cái rương gỗ mà lần trước mình chưa có kịp mở nè. Đó, vậy là tổng cộng hôm nay mình sẽ mở tới tận 4 cái rương luôn. Thứ tự mở hôm nay thì nó sẽ hơi khác một chút. Là mình sẽ mở từ rương vàng trước. Thường thường mình sẽ mở từ rương gỗ trước đúng không? Nhưng mà bây giờ ngược lại đi. Mình đang hên mà. Và để xem cái rương vàng đầu tiên sẽ cho mình trái quỷ gì nha. Cho mình trái Ziki Nomi. Wow. Là một trái hệ Paramecia. Nhưng mà nhìn nó khá là lạ luôn nè. Được nha, mình thích những trái trong có hình dạng trong lạ giống như vậy. Tiếp theo. Thêm một cái rương vàng nữa. Hy vọng là một trái mới nữa nha. Mới thiệt. Trái này có tên là Suna Nomi. Là một trái hệ Logia luôn. Trong kỹ năng mình thấy nó có kỹ năng Desert là mình liên tưởng tới cát rồi đó nha. Chắc vậy rồi. Để đó, hơi bị hấp dẫn. Có Logia nè, có Paramecia rồi, bây giờ có thêm
Hệ Zoan nữa thì càng tốt á. Nhưng mà Zoan thần thoại, ôi gì, Zoan cổ đại thì sẽ tuyệt vời hơn gấp đôi luôn á. Thử nào. Ồ, trái này là trái Pero Pero Nomi, là một trái hệ Paramecia tiếp. Ok, nhưng mà ít ra nó cũng là một trái ác quỷ mới nên mình cũng chấp nhận luôn á. Mình chỉ sợ là nó bị trùng thôi. Hôm nay đang hên á, nên mình mong là nó đừng có bị trùng bất kỳ trái nào hết. Và cái rương cuối cùng, cuối cùng thì cũng ra được một trái hệ Zoan rồi. Đây là trái Ushi no Mi Model Giraffe. Giraffe, mình đọc đúng không ta? Đại khái là một trái hệ Zoan đi. Vậy cho chắc á, chứ mình sợ mình đọc sai tên á. Wow, hôm nay nè, mở ra 4 trái và là 4 trái hoàn toàn mới luôn. Đủ các hệ chứ. Mà thiếu một trái Zoan kiểu cổ xưa thôi. Phải có Zoan cổ xưa thì hay biết mấy. Thôi kệ, không sao. Có là mừng rồi á. Còn bây giờ là tới chuyên mục test trái quỷ ha. Bây giờ mình muốn test thử cái trái hệ Zoan mà mình mới mở ra, coi nó sẽ biến mình thành dạng trông như thế nào. Mà giờ trời đang mưa hả ta? Mình không thích mưa tí nào, mưa nó cứ lát lát cái gì đó. Thôi, mặc kệ mưa, ăn trái quỷ Ushi này trước đi. Và sau khi ăn thì mình sẽ... À, đây là trái quỷ biến mình thành hươu cao cổ. Này, mình đã biến thành hươu cao cổ rồi này. Ái du, tên láo tét. Giỡn mặt với lọc hươu cao cổ hả? Hươu cao cổ không dùng cổ mà dùng chân nè. Thôi bị chiến đó nha. Có gì đó sai. Ví dụ hươu cao cổ thì Santo có được không? Mình sẽ kết hợp với cái kỹ năng của mình. Coi. Wow, hươu cao cổ vẫn Santo được nha. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Kiểu như mấy cái trái hệ Zoan á, mà khi Santo lúc nào nhìn nó cũng ngầu hơn là hình dạng thường của mình á. Đây là dạng nguyên con hươu cao cổ luôn rồi. Hươu cao cổ Santo. Được. Nói chung thì cái trái Zoan này cũng không có quá là nhiều sự nổi trội cho lắm á. Và hôm nay với năng lực của trái ác quỷ Hienomi thì mình đã dễ dàng chinh phục được những con tàu hải tặc nè, hải quân nè. Ngoài ra còn đánh bại cả rồng. Tuy là hơi khó khăn một xíu, nhưng mà mình thấy cái trái Hienomi này rất là mạnh á. Và có vẻ nó phối hợp với cái năng lực chân đen của mình cũng rất là ok nữa. Hy vọng là trong thời gian sắp tới, chúng ta có thể kiểu như là phát huy sức mạnh tối đa của trái quỷ này và tìm ra thêm được nhiều trái quỷ mới mẻ hơn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cái chuyến phiêu lưu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.